Rồi, em trưởng ngân hàng xe máy phép xin chào anh em nha. Đây lên cho anh em con AB213, hàng bỏ mẫu nha anh em ơi. Dòng này hàng bỏ mẫu. Dòng mà lúc là nó ra cái đời này nè, xài máy rất là chuẩn luôn nè, rất là êm luôn. Ra mấy mẫu led thì giờ xài không có bằng mà đời này đâu, em bảo đảm luôn. Đi gần cái đầu nó nhìn cái mẫu mã này xấu hơn mấy mẫu led thiệt, nhưng mà cái máy nó rất là ngon nha. Rất là ok luôn. Xe này Odo đi 15.000 đúng chắc xe nha mọi người. Nó vỏ trước ra sau thì người ta mới thay à. Nó vỏ trước sau thì mới thay à, vỏ sau mới thay gai còn vàng mo luôn. Xe này được cái là biển thành phố Rạch Giá luôn nè. Nó biển giấy phố luôn ha. Này giấy tờ chứng minh chủ đầy đủ. Chìa khóa zin còn 2 chìa luôn, 2 chìa trên xe. Đó, sơn bạc bột ốc tán đồ rất đẹp. Ốc tán này còn sáng tinh rất đẹp ha. Máy rất im, nó tay ga mà nổ lên là máy không có kêu nồi kêu bi là rất ok ha. Ốc tán đồ sạch đẹp. Cái tiếng chạch 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 là cái tiếng bét phun đó nha mọi người. À, tại vì nhiều khi không, mọi người hiểu lầm la kêu này kêu nọ, tiếng chạch chạch là bét phun ha. À, lốc liếc gầu đẹp, lốc liếc này còn sáng đẹp. Mâm đồ ngay thẳng này ha, không có nhảy đồ kia ha. Đó, mâm đồ rất là chuẩn, không có nhảy quẹo gì chứ. Áo sống liền đẹp. Đó, xe không đâm đụng té ngã, áo sống rất là liền đẹp ha, không có bể rộng gì đâu. Máy im quá. Rồi, AB213 xe này giá 18 năm nha, không có bao gồm hồ sơ, anh em bút hồ sơ tiền phí vô đó. Anh em nào thấy ưng ý đó thì có gì alo em nha, số điện thoại em là 0961374375. Anh em alo em chốt nhanh lẹ. Rồi anh em nào cần hình ảnh chi tiết cụ thể thì bóc cái lô với em nha. Rồi máy bay cả nhà mình.